Xin chào mọi người, đến với video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu sơ bộ với mọi người về khẩu AR-15 có tên gọi là Springfield CN556. Đối với khẩu AR-15 này, thì nó có những đặc điểm nó vẫn như sau, là cái stock, cái tay cầm và cái handguard. Ba cái bộ phận này được làm bằng nhựa chất lượng cao từ hãng Bravo Company. Thì cái hãng Bravo Company này là một hãng làm phụ kiện rất là nổi tiếng ở Mỹ về chất lượng và giá cả. Một cái bán súng này dài ra, bạn cần phải đặt bốn ngón tay mình ở dưới, còn ngón cái ở trên, hoặc bạn cũng có thể làm ngược lại, bóp mạnh vào rồi kéo cái stock dài ra. Thì cái stock này nó sẽ có nhiều nấc khác nhau mà có thể điều chỉnh theo ý thích của mình. Và khi bạn kéo nó ra rồi ấy, thì ở cái stock này nó sẽ có cái độ bám nhất định, nó sẽ có cái độ rơ mà nó sẽ bám chặt vào cái ống này. Phần tay cầm của khẩu súng nó sẽ có một độ nhám nhất định để cho bạn cầm cái khẩu súng chắc hơn, nhất là khi mà cái tay bạn bị ra mồ hôi hoặc là khi mà bạn đang đeo cái bao tay. Là phần cò súng, cái cò này nó được mạ lên một lớp nickel boron, thì cái lớp mạ này giúp cho cái cò súng nó đẹp hơn và đồng thời nó giúp chống thấm nước, và khi mà tay bạn ra mồ hôi nó cũng sẽ không có bám lên cái cò súng. Cái bộ phận tiếp theo này, cái phần này được gọi là cái handguard, gọi là cướp tay. Và đối với những khẩu AR-15, cái điểm khác biệt lớn nhất của nó chính là những cái handguard này đây. Cái handguard này được gọi là M-block, nó được làm bằng nhựa và có những cái rãnh thế này để gắn thêm những cái phụ kiện vào. Nhưng khi mà bạn muốn gắn cho phụ kiện đó, bạn cần phải gắn thêm những cái rail. Đây, cái rail giống như thế này này. Khi bạn gắn cái rail này vào rồi, bạn sẽ có thể gắn cái phụ kiện như là cái tay cầm này, cái đèn hoặc là cái laser tùy theo thích của bạn. Bạn gắn bất cứ chỗ nào cũng được. Để mặt bên kia của nó thì cái handguard này đó, nó sẽ có một số loại nhìn giống như cái chìa khóa vậy đó. Đây là cái hình của nó. Để mở khẩu súng này ra cho mọi người xem nha. Thì khẩu AR-15 này khi bạn muốn mở nó ra, nó sẽ có hai cái chốt, hai cái pin ngay đây. Chỉ cần ấn cho nó rớt xuống thôi, sau đó xoay qua đây. Nếu bạn muốn mở nó ra một phần thì có thể mở cái phía đằng sau trước, sau đó khẩu súng nó sẽ như thế này, nó được khóa lại bằng cái pin này. Khi bạn muốn mở ra luôn thì dừng kéo cái pin này lên thôi, chúng ta sẽ tách khẩu súng ra thành hai bộ phận khác nhau. Thì khẩu AR-15 nó sẽ có một cái này, nó gọi là lower receiver, tức là cái chỗ mà bạn gắn cái băng đạn vào và cũng là cái bệ để chứa cái hệ thống cò của khẩu súng AR-15. Khi bạn mua bất cứ cái phụ kiện nào, những cái bộ phận nào của khẩu AR-15, bạn không cần phải đi đăng ký. Những bộ phận nó sẽ được gửi trực tiếp về nhà của bạn. Nhưng riêng cái này, khi bạn mua cái này riêng nó thôi, bạn bắt buộc phải gửi nó về, một là tiệm súng, còn hai là gửi về tiệm cầm đồ. Bởi vì ở Mỹ này, những cái tiệm cầm đồ người ta có cái license để người ta bán súng. Cho nên khi bạn mua súng online, bạn đã gửi nó về một. Cái súng của bạn mua có thể gửi về một là cái tiệm súng, hai là tiệm cầm đồ. Những khẩu súng này mình mua là mình lấy từ tiệm cầm đồ. Đó chính là cái lower receiver. Mình sẽ nói kỹ hơn về cái này sau. Thì cái này, nó sẽ có bên mặt bên đây, nó sẽ có cái logo Springfield CN là cái dòng súng. Còn bên đây, nó có chữ ring Springfield và cái tên thành phố nơi sản xuất ra khẩu súng này. Còn ở góc này là cái logo của khẩu súng. Ngay chỗ này là cái nút safety, fire ở trên, nút safe là ở dưới. Còn cái công tắc này, đối với AR-15 khi mà bắn hết đạn rồi thì đạn sẽ bung ra như thế này. Khi bạn nạp băng đạn mới vào, thay vì phải lên đạn một lần nữa, thì bạn chỉ cần ấn cái nút này thôi. Cạnh cái là nó sẽ tự động thả cái bệ khóa nằm, nó sẽ động chạy thẳng lên đây và đẩy viên đạn tiếp theo lên. Phải dùng bóp cò thôi, không cần phải lên đạn một lần nữa. Là cái lower receiver, mình sẽ nói thêm về nó sau. Cục nhựa nằm trên cái stock, nó có tác dụng là hấp thụ lực. Khi mà bạn bắn á, thì cái lực của cái viên đạn, cái độ giật của nó sẽ không có tác động mạnh lên vai của bạn. Nó có tác dụng vừa giảm giật, đồng thời là giảm đau luôn. Cái phần này được gọi là phần trên của khẩu súng, hay gọi là upper receiver, thì có cái tay cầm để lên đạn.
một cái thoi đẩy. Phần đầu của thoi đẩy nó sẽ là một cái bệ khóa nòng. Chúng ta lên đẩy thế này đây. Cái tay cầm sẽ kéo cái thoi đẩy và cái bệ khóa nòng cùng lúc đi ngược trở về phía sau. Và trong lúc đó thì ngay chỗ này, cái bằng nhôm này bên dưới của nó sẽ là một cái lò xo. Nguyên cái bộ phận này sẽ là một cái phần rỗng tạo cái chỗ chứa cái bệ khóa nằm và cái thoi đẩy. Khi chúng ta lên đạn á, cái thoi đẩy sẽ đi về đây, chúng ta buông tay ra, cái lò xo sẽ đẩy cho bệ khóa nằm về trước. Khi chúng ta muốn lên đạn, nạp đạn hoặc là muốn kéo cái viên đạn từ cái lòng đi ra, cái bệ khóa nằm này và cái thoi đẩy được làm theo kiểu của M16, nó rất là tốt và có thể dùng để bắn liên thanh cũng được. Ngay chỗ này nó là cái biểu tượng của Springfield. Còn cái này đây là cái nắp chụp bụi, chân đóng lên chỗ này thôi. Đồ ngắm sao này, nó cũng có cái logo của Springfield luôn. Cái này và cái ngắm trước này nó là đồ đi kèm theo khẩu súng. Khi bạn muốn mở nó lên thì mở nó lên như bình thường thôi. Còn khi mà muốn hạ nó xuống thì sẽ có công tắc này này, có cái nút một cái bấm vào sau đó hạ nó xuống. Mở lên thì không cần, nhưng mà khi bạn muốn hạ xuống bạn phải bấm cái nút này. Tiếp đến đồ dùng để gắn cái lưỡi lê vào, tôi sẽ gắn cho mọi người xem nha. Đây là cái lưỡi lê của hãng Smith & Wesson đó, có logo của hãng nằm ở đây. Các bạn muốn gắn cái lưỡi lê vào thì chỉ cần xỏ nó vào như thế này thôi, xỏ thẳng nó vào và cho cái phần dưới này nó ăn vào cái phần lồi ra của cái hộp súng đó. Nghĩa kịch như là nó đã vào rồi, nó sẽ có một chút độ rơ nha, chứ nó không có sát hoàn toàn được. Phần trên nó sẽ ăn vào cái ẩn tia lửa đầu nòng này, chúng muốn tháo nó ra chỉ cần bấm hai cái này đó, bóp vào và rút nó ra thôi. Cái ẩn tia lửa đầu nòng này thì nó bên đây nó không có khoan cái lỗ nào hết nha, còn những mặt khác nó sẽ khoan cái lỗ để cho cái hơi súng nó đi ra xung quanh, nó giúp cho giảm cái độ giật của khẩu súng. Thì cái loại này là cái ẩn tia lửa đầu nòng nó rất là rẻ, hầu như những khẩu súng AR-15 mà bạn mua nó được trang bị cái này. Giá của nó thì mình nhớ là khoảng mười mấy đô thôi, còn những cái loại xịn hơn nó có thể là 60-70 đô hoặc là 100 mấy chục đô đều có. Tiếp đến, với trên barrel nó sẽ có cái số 556 1/8. 556 NATO là cái loại đạn khẩu súng này có thể bắn được. Và 1/8 này, cái số này là cái số cương tuyến của khẩu súng, nghĩa là một viên đạn khi mà nó bay ra khỏi cái nòng này rồi đó thì cứ 8 bên nó sẽ xoay một vòng, cứ 8 bên nó sẽ xoay một đủ một vòng. Đó chính là cái số này 1/8, và sẽ có những cái số khác như là 1/7, 1/9 hoặc là 1/10. Có một số khẩu M16 nó sẽ có số là 1/12 luôn. Thì khẩu súng này có gì đặc biệt?
Đầu tiên, cái phần bán súng, cái gọi là stock, cái phần tay cầm, và cái này cái handguard, cái đồ bảo vệ tay này, cả ba cái này đều được làm từ hãng Bravo. Cái hãng đó là một trong những cái hãng mà làm những cái phụ kiện của súng rất là tốt. Và cái những cái này nó sẽ mắc hơn so với những cái khẩu súng bình thường. Khi mà những khẩu súng bình thường mà bạn mua, những khẩu AR-15 mà bạn mua, nó sẽ có giá là khoảng 600 cho tới 700 đô. Nhưng mà cái khẩu này, cái giá của nó sẽ rơi vào khoảng 900 đô. Và thứ nhất, phụ kiện của nó sẽ mắc hơn cái phụ kiện những khẩu súng khác. Cái thứ hai, điểm nổi bật thứ hai của nó là cái này. Cái cò súng này nó được họa một cái lớp bằng nickel và boron. Những khẩu súng khác nếu mà rẻ hơn mà sẽ thấy nó sẽ có màu đen chứ không phải cái màu sáng sáng bạc bạc như thế này. Tiếp theo, cái điểm nổi bật tiếp theo của súng này là cái barrel. Những khẩu súng khác khi bạn bạn sẽ thấy nó có cái chữ là chrome line. Thì bên trong cái barrel, bên trong cái lõi của nó, cái chỗ mà có khương tuyến đó, thì người ta sẽ phủ một lớp chrome. Chỉ phủ ở trong nha, ở ngoài thì không có nha. Được phủ một cái lớp muối ở bên trong và bên ngoài luôn. Cái lớp muối này giúp cho cái barrel nó trở nên cứng hơn và đồng thời nó cũng hấp thụ nhiệt tốt hơn. Nhưng mà bán thường xuyên, cái độ bền nó cũng sẽ cao hơn. Vừa rồi, mình đã thiệu sơ qua với mọi người về khẩu AR-15 có tên gọi là Stringfield Harmony Zen 556. Nếu mọi người có bất cứ câu hỏi nào về khẩu súng này hoặc có muốn đóng góp ý kiến, có thể comment phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.